국은 먹어요. 오랜만에 친척들이 모이니까, 명절 음식은 같이 먹으면서 재미있게 보내요. 원. 저는 고향이 문철 음식을 만들어 먹을 거예요. 한국 사람들이 보통 뭐 하면서 보내요? 차례를 지내고 어른들께 세배를 해요. 오랜만에 친척들이 모이니까 명절 음식을 같이 먹으면서 재미있게 보내요. Rồi bây giờ đổi vị trí cho nhau ha, lặp lại một lần thứ hai nha. "내일부터 설 연휴네요. 팀장님은 이번 연휴에 고향에 가세요?" Quên. 네. 내일 아침 일찍 출발할 거예요. 이린 씨는 어떻게 보냈어요? 보낼 거예요. 내일부터 쓴 연휴네요. 팀장님은 이번 연휴에 고향에 가세요? 네, 내일 아침 일찍 출발할 거예요. 이링 씨는 어떻게 보낼 거예요? 저는 고향 친구들을 초대해서 같이 보낼 거예요. 한국 사람들은 보통 뭘 하면서 보내요? 지냈고 떡국을 먹어요. 오랜만에 친척들이 모이니까 문천 음식은 같이 먹으면서 재미있게 보내요. 저는 고향에 명절 음식은 만들어 먹어요. 한국 사람들은 보통 뭐 하면서 보내요? 차례를 지내고 어른들께 세배를 해요. 오랜만에 친척들이 모이니까 명절 음식을 같이 먹으면서 재미있게 보내요. 그러면서 재미있게 보내요. 재밌게 보네요. Thế người ta đọc không? Mình kiếm là gì đây? Vì sao cô kêu các bạn lặp lại đây? Cái là giọng người ta đọc như sao? Mình sao gì đây? Đọc như thế. Rồi, hai bạn tiếp tục nghe cho cô đoạn văn này nghe và dịch ha. 라우만 씨와 제이슨 씨가 명절 연휴 이야기를 해요. 잘 듣고 답해 보세요. 라우만 씨, 연휴 잘 보냈어요? 네, 저는 고향 친구들하고 같이 모여서 고향 음식을 만들어서 먹었어요. 제이슨 씨는요? 저는 동료들하고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. 한옥 마을요? 거기 가서 뭐 했어요? 한복도 입어보고 송편 만들기 체험이 있어서 송편도 만들어 봤어요. 한국 전통 놀이도 하고요. 와, 정말 재미있었겠네요. Rồi bây giờ nghe lại cô tôi từng câu nghe của bạn nào cô sẽ gọi bạn đó một bạn là gì đây ra hương manh라흐만 씨, 연휴 잘 보. một bạn là che che xin nha. 듣기. 라우만 씨와 제이슨 씨가 명절 연휴 이야기를 해요. 잘 듣고 답해 보세요. 라우만 씨, 연휴 잘 보냈어요? Ông này nói gì đây Quân? Nghe lại lần nữa. Jason 씨가 명절 연휴 이야기를 해요. 잘 듣고 답해 보세요. 라우만 씨, 연휴 잘 보냈어요? 네. 연호 kỳ nghỉ. 잘 보냈어요. cái gì ta? Tại buổi Bạn đã trải qua kỳ nghỉ tốt chứ?
Chào quá xa. Bạn đã trải qua một kỳ nghỉ tốt chứ? Rồi anh này bảo như thế này. 저는 고향 친구들하고 같이 모여서 고향 음식을 만들어서 먹었어요. 제이슨 씨는요? 안에 나 왜? 에 먹어. 안안 tôi biết xe của anh. Bạn này nói gì? Tôi đã cùng bạn bè cùng quê của tôi làm thức ăn và trải qua rất tốt. Nghe lại nè. 연휴 잘 보냈어요? 네. 저는 고향 친구들하고 같이 모여서 고향 음식을 만들어서 먹었어요. Tôi đã cùng bạn bè cùng quê của tôi trải qua kỳ nghỉ và làm thức ăn. Xong rồi ăn. Đúng rồi, các bạn rồi ạ. Tôi đã gì đây cùng các bạn là tụ họp với nhau, mua yêu sơ đấy. Cùng tụ họp nhau rồi làm thức ăn quê hương, rồi ăn. Jason 씨는요? Cũng câu em luôn đây. Jason 씨는요? Còn bạn thì sao? Còn bạn Jason 씨 sao? 저는 동료들하고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. Cô cho em nghe lại một lần nữa đấy cô. Nghe lại ha. 네, 저는 고향 친구들하고 같이 모여서 고향 음식을 만들어서 먹었어요. 제이슨 씨는요? 저는 동료들하고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. Em chưa định thành được câu đó. Chưa nghe cái định thành đấy. Cái câu mà cô gửi cho các bạn, cô có gửi từ mới các bạn, có hình như có từ mới này, cái từ mới này có gửi không nhà? Nhà truyền thống Hàn Quốc Hàn ốc đấy. Cái câu đầu tiên là tông gì đó cô? Tông nhiêu? Tông nhiêu? Em chưa. Chị định hình là tông nhiêu là gì đây? Đồng hương đấy, đồng nghiệp đấy, hay nói cách khác đấy. Tông à. Đồng nhau, đồng nghiệp, đồng hương đấy. Hình như cái từ mà cái làng nhà truyền thống Hàn Quốc Hàn Úc cô chưa gửi các bạn à? Làng đâu? Nó không có từ mới đúng không? Mà ưng này có à? Có, hình như lúc trước mình có học ở cái này mà ta. Có đúng không? Lớp 1 á cơ. Lớp 1 á, đúng rồi. Có, chắc cô nhầm lớp 1 rồi. Đây Hanok Maul là cái ngôi làng nhà truyền thống Hàn Quốc có ở Seoul. Hanok này Maul thì người ta đọc ở đây là gì đây, là đọc liếng ở đây thì là người ta đọc là Hanok. Đọc là tiếng liếng kia nào đây, và gì đây có từ tông tông nhiều à, tông nhiều ấy cô nhầm đấy, ngờ mà gặp r này. À, phía sau thì đây chữ N đọc giống như chị nhờ này, trông nhô, trông nhô. Đấy, phần này phát âm là chắc là lớp 3, có lớp 3 cũng có cái phần phát âm của những cái từ này này. Giống như T, trông nhô đấy, à, trông nhô đấy, đọc từ chữ N đấy. Rồi bây giờ gì đây, các bạn nghe lại một cái này nghe người ta đọc nha. 저는 동료들하고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. 나 이래. Tôi đi đến làng hả? Đến làng. Đây nghe lại ha. 고향 음식을 만들어서 먹었어요. 제이슨 씨는요? 저는 동료들하고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. Cùng với đồng nghiệp đi đâu? Đi đến ngôi làng truyền thống Hàn Quốc. Đi đến ngôi làng truyền thống rất thú vị. Và gì đây trải qua một cách rất là thú vị. Hanok Maul요? 거기 가서 뭐 했어요? Ăn. Làng truyền thống à? Bạn đã làm gì ở đó vậy? 한복도 입어보고
송편 만들기 체험이 있어서 송편도 만들어 봤어요. 람이래? 웬? làm bánh xong phiên tiếng Việt đó là gì cô? Là bánh xong phiên thôi, là gì dạng như tót, là giống như bánh 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 chưng bánh dày của mình đó. Thì nó tên gọi của bánh gì đây? Bánh Hàn Quốc thôi, gọi là bánh xong phiên. Xong phiên và cái gì nữa? Cô cho nghe lại với cô ơi. Hanbok도 입어보고 송편 만들기 체험이 있어서 송편도 만들어 봤어요. 아, tôi mặc đồ truyền thống Hanbok và ở đó có làm bánh xong phơn nên đã làm bánh luôn. 한국 전통 놀이도 하고요. 동의네. Rồi câu của em nè Quỳnh đấy, câu của em đấy. Nghe lại ha. Cái gì? 가고 한옥 마을에 가서 재미있게 보냈어요. 한옥 마을요? 거기 가서 뭐 했어요? 한복도 입어보고 송편 만들기 체험이 있어서 송편도 만들어 봤어요. 한국 전통 놀이도 하고요. Còn làm gì đây? Cô ơi, ừ? Cái tự nhiên khúc cuối cái nó nhảy mất tiêu, không có nghe được cô. Ừ, rồi nghe ha. 가서 재미있게 보냈어요. 한옥 마을요? 거기 가서 뭐 했어요? 한복도 입어보고 송편 만들기 체험이 있어서 송편도 만들어 봤어요. 한국 전통 놀이도 하고요. truyền thống Hàn Quốc và ở đó có làm xong phiên nên đã là nên gì nên tôi đã làm bánh xong phiên và sau đó chơi trò chơi truyền thống đúng không cô? Đúng rồi, chơi cũng chơi trò chơi truyền thống hả Hàn Quốc. Rồi bây giờ tới An. Wow, 정말 재미있었겠네요. Wow. Thật là gì, thật là thú vị. Chắc là đã thú vị lắm đây. Kết xì học rồi đấy. Kết dịch như chắc là sẽ là đây 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 chắc, à, chắc là sẽ lắm. Là đã thú vị lắm đây đó, những cái ngữ pháp mình học mình lấy nghĩa đâu như thế. Rồi bây giờ các bạn trả lời cho cô cái phần mà người ta hỏi ở phía dưới này. Vậy là trang bao nhiêu đây? À, trang 128. Bây giờ An đọc cho bạn ấy, bạn Quỳnh trả lời câu 1 đi. 가흐만 씨는 연휴는 어떻게 보냈어요? 고향 친구들이 같은 모여서 gì nữa ta? Cả chi mồi giờ sao? Cô hàng ủng xích lên bạn từ sơ một quầy à? Ok, đó các bạn trả lời, các bạn ghi cho cô nha. Đó là gì? Sai gì đấy? Chín cu cô hàng chín cu từ đi một cả chi mồ mồi giờ sao? Các bạn ghi nha, mình ghi trả lời, mình ghi câu đó nãy mình dịch hết rồi chỉ việc ghi thôi. Và gì đây? Cô giang ung siết kinh mạnh tê rơ sơ. Một có sơ. Một có xì ô. Y chang cái câu là anh hỏi. Rồi bây giờ câu số 2. Em hỏi hả cô? Ừ. Thầy sơ xì ra. Nhân hữu ế. Hà chi ảnh nơi khả xinh. Cô rơ xè ô. Trong câu số 4 của hang âm xích cơn mạnh tư lớp sờ là không có. Rồi ok, à, đáp án 4 ha. Còn như có hết, cái gì có là gì đây? Không có làm món ăn quê hương. Món ăn quê hương là bạn Rahumansi làm đúng không? Đó là nãy mình dịch từng câu rồi cho nên bây giờ trả lời rất là dễ dàng. Rồi bây giờ cái phần 129 các bạn đọc ở trên lớp và về mình dịch
chọn đáp án luôn ha. Hôm nào cái phần này cô gì đây cũng đọc trên lớp xong rồi mình về mình dịch ha. Bây giờ một bạn đọc cho cô nhá, phần này Thu Hiền bận rồi đúng không? Bây giờ Linh đi. Dạ em đây cô ơi. À, sao nãy giờ cô gọi không thấy lên tiếng. Hiền đọc đi. Hiền đọc đi Hiền ơi. Thấy cái chỗ 129 chưa? Đọc trang 129 thằng Phúc. Đúng rồi, đọc cái khung đó rồi mình về mình dịch và cho mình trả lời đáp án ha. Dạ. Rồi. Anh cúp kê tê phô chọc kín biên chân lưng sơn an qua chú sớp im đi đà sơn an ơn xê hê ca xê chắc tuê lưng nan im đi đà sơn an ê lưng phô thông ca chúc chim chất tư li mô rô so cha rê rân chí nê cô bít xa răng ê kê xê bê rân ham đi đà cư rô miêng bít xa răng mơn Adet Saram Eke Tức Mang Ưn Hà Miêng So Xe Bết Tôn Ưn Trung Nghị Đà Sơn An Lê Lân Phô Thông Tức Cúc Cân Mọc Sơn Nghị Đà Chô Sức Cân An Hê Ươi Đông Sa Ca Chan Cứt Nan Cứt Nan Cực Sơn Chô Sang Tư Lê Kê Cảm xa tư li lân nan im đi đà Chú sắc kê lân phô thông sơn mô lân cơ ca cơ na Chí bê so cha lê lân xin em đi đà In nan lê lân thông phiên ngân mọc cô Phô râm tàn ơn phô miếng so sơn quân lân phim đi đà. Rồi ok, bây giờ cô sẽ đọc với các bạn một lần nữa để mình những chỗ luyến lấy nha, những chỗ luyến lấy thì có thấy cũng là tạm tạm là ok ha. Rồi bây giờ những chỗ mà luyến lấy thì gì đây, ví dụ như những chỗ luyến lấy các bạn có thể dùng bút dạ quang á, mình đánh vào để khi mình nhìn vào cái mình dễ nhớ rồi mình luyến lên, hoặc là những cái chỗ mà nó cần là cần phát âm, nó chú ý phát âm đấy thì mình cũng ghi vào. Rồi phần này các bạn dịch cho cô cái đoạn này người ta nói gì ha và trả lời đáp án ha. Bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn một lần nữa. Hăng cô kê tê phiêu cho kim tê phiêu cho kim 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 là những chỗ lớn ha. Tê phiêu cho kim tê phiêu cho kim mở cho đời san làn khoa chu sắc im đà san làn ơn xe hè ca suy chấp tê nương ra đêm nì đà san làn đề nương phổ thông cả chốt chính chức từ đi mùi giờ sóc cha đề đứng chín nè cô viết xa ra mẹ kê xe bê đứng hợp nì ta cứ ra mẹ viết xa ra mươn à rê xa ra mẹ kê tục tâm mươn hà mẹ sóc tục tâm hà mẹ sóc tục tâm là cái gì vậy không cô cho các bạn từ vựng hết rồi đấy tục tâm hà mẹ sóc xe bê thủ rừng chùm nì ta xa lan đề nâng bộ thông tốt cúp cơn mọc xâm lý đà chú sơ cơn hăng hề nồng xa ca chẳng cơn na có xuân chô sang tên lệ kê khám xa tư đi nương nà nìm lý đà chú sơ kê nương bộ thông sang mô rừng ca có na chít bê sơ chà rè rừng chì nìm lý đà y nà rè nương 성분을 먹고 보름달을 보면서 소원은 빕니다. Trong trường hợp này những cái mà liếng lấy thì đây những cái có cái từ mà có bắt chim mà phía sau nó là một cái ví dụ như ưng rưng y ca ưng nưng, những chỗ liếng lấy như này rất là nhiều chỗ liếng lấy này tê phiêu chờ kinh mờ chờ rưng đó, tiếp theo là gì đây sơn nà rưng. Rồi tiếp theo nữa là gì đây? Na rin ni ta sa la sa la re nu sa la re nu. Đó, rồi chỗ này chín cho từ đi chín cho từ đi. Tiếp theo là gì đây? Quần sa la mẹ mẹ ghê quần sa la mẹ ghê. Tiếp tục nữa là gì đây? Quý sa la mươn
윗사람을 야 아랫사람에게 아랫사람에게 떡담을 떡담을 하면서 세뱃돈을 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 줍니다. 그래서 라는 건 giống như thế nha bà. 떡국을 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 먹습니다. 바 주석을 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 끝나 것을 조상들에게 감사드리는 날입니다. 주석에는 집에서 이날에는 선편을 먹고 보름달은 보면서 소원을 빕니다. 나 lên nhìn chậu lính lấy nè. Đó, như chúc bạn đọc lính thì nó quen thôi. À, cho nên là gì đây? Mà đọc lính lính thì nó thành từ khác. Và bây giờ cô thấy các bạn đọc ok, lính lấy làm bài cũng thấy đọc là lính rất ok rồi. Rồi bây giờ các bạn dở cho trang 130 cái phần đó về dịch ha. Còn bài viết cô sẽ cho về các bạn sau. Dở trang 130. Môn hoa trầm bồ. Ở đây phần này cô vừa đọc vừa dịch cho các bạn ha. Được đọc tới câu nào thì cô dịch câu đó. 요즘 한국 사람들은 설화 추석을 대표적인 명절이라고 생각합니다. Dạo này thì gì đây những người Hàn Quốc thường gọi những ngày lễ tiêu biểu đã tê phiêu cho kinh mận trên y đạo cô xem các không đi tạ à, suy nghĩ và hoặc là gì đây những ngày lễ hay là gọi những ngày lễ tiêu biểu đó là chu sớp và sơn la đó, hay nói cách khác những người Hàn Quốc dạo này gọi cái Tết và cái Trung Thu là cái tê phiêu cho kinh mận trên là những ngày lễ tiêu biểu. À, Hàn Quốc 사람, 이래 사람들은 설화 추석을 대표적인 명절이라고 생각합니다. Họ gì đây? Ví dụ như có rất nhiều ngày lễ. Ví dụ như còn ngày lễ Boromtan rồi gì đó vân 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 vân. Chuseok ngoài ra còn Tết đồng chí gì đó vân rất là nhiều. Nhưng hiện tại bây giờ người ta chỉ có ngày lễ Chuseok và gì Tết là lớn thôi. Còn những ngày lễ bình thường hầu như là ví dụ như Tết Đoan Ngọ này kia thì họ không còn nữa. Thì bây giờ họ cho mình biết là dạo này đó, những người Hàn Quốc nghĩ hoặc là suy nghĩ là hoặc là gì đây gọi là những ngày Tết và ngày lễ đó là ngày hai ngày lễ gì đây chính của Hàn Quốc hay là ngày lễ tiêu biểu. Và 그러나 옛날에는 thế nhưng 옛날에는 ngày xưa đây nói cách khác hoặc là gì đây ngày trước đấy à trường quân tề bồ đồng hăng xích tàn nô tung chỉ đô khưng mận chân y ất xâm nị đạ như cô nói hồi nãy. Thế nhưng ngày xưa đấy, ví dụ như ngày ông bà cha ta ngày xưa đấy, trường quân tề bồ đồng là có ngày rằm tháng giêng này, có hăng xích này, có ngày lễ hàng thực này, có tàng nhô nè, ngày lễ đoan ngọ nè. Tết đoan ngọ là ngày 5 tháng 5 đấy, giống như Tết Việt Nam mình đấy. Hay gọi mình nói là gì đây, mùng 5 tháng 5 đấy, là Tết đoan ngọ đấy. À, Tết mà gì đây, Tết giữa Tết Việt Nam hay gọi mùng 5 tháng 5 ở ngoài Bắc gọi là Tết Sáu Bọ đó. Thì ở đây gì đây cũng là gọi là Tết đoan ngọ. Và tung chi tô khứng mệnh cho đi, yes, người ta.
Từ ngày xưa cũng có những ngày đã có những ngày lễ lớn như là Tết Đồng Chí này, Tết Đoan Ngọ này, là ngày lễ Hoàng Thực và ngày gì đây, Gầm Tháng Giêng. Đó, ngày xưa những ngày lễ này người ta vẫn tổ chức bình thường, vẫn như ví dụ ngày lễ Tân Gầm thì sao, Hoàng Xích thì sao, Tông Chi thì sao, vân vân. Nhưng hiện tại bây giờ chỉ có hai ngày lễ lớn, đó là Tết và Trung Thu. Những ngày lễ này người ta không còn làm nữa. Cũng có người, cũng có nhà làm, nhưng mà không phải là ngày lễ tiêu biểu chính. Chỉ có Trung Thu với Tết các bạn mới được nghỉ thôi, và các bạn mới được tổ chức thôi. Còn những cái ngày lễ này thì không. À, hình như là quên mất rồi, càng ngày càng lược bỏ. Nó có gì đây? Ngày lễ Gầm Tháng Giêng giống như ở Việt Nam mình, ngày Gầm Tháng Giêng đấy. Ở Hàn nó cũng có. Đó. Nhưng mà ngày xưa nhưng bây giờ không có. Lễ Hàng Thực nữa. Và gì đây? Tết Đoan Ngọ nữa. Ngày 5 tháng 5 đấy, âm lịch đấy. À, là Tết mình là mùng 5 tháng 5 đấy, giữa Tết giữa năm đấy cũng có. Ngày lễ Đồng Chí cũng có. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ có ngày Tết và ngày Trung Thu. Nếu như các bạn không tìm hiểu thì ở đây mình chỉ trải qua ngày Tết và Trung Thu, những ngày này mình đâu biết đúng không? Đó, thì ở đây người ta sẽ cho mình biết thông tin như thế. Và Trần Quân Tề Bồ Rùm thì đó là ngày Gầm Tháng Giêng, đó là gì đây? Ở đây mặc Y Quân Ship O In Lo Hành hệ chất bồ rùm tà ni tư nương nam nìm nì tà. Người ta bảo là cái ngày Gầm Tháng Giêng đấy đã là vào ngày 15 tháng 1. À, mình cũng thế đúng không? Tháng 1 mình gọi là Tháng Giêng đấy. À, là ngày 15 tháng 1 là ngày mà một năm hành hệ chất bồ rùm tà tư nương nam nìm nì tà. Là ngày mà cái trăng rằm đầu tiên của một năm. Ngày người ta cũng là gì đây? Người ta cũng ăn ngày Gầm Tháng Giêng. Hay nói cách khác, các bạn mở vào năm mới đúng không? Bước vào năm mới. Cái ngày mà cái trăng nó mở tròn lên lại vào cái năm đầu tiên nhất, cái năm mà bước qua năm mới đấy. Đó, cái ngày mà cái trăng đây này bô rung tan đấy, tư nương nàng đấy. Cái ngày mà có cái trăng rằm đấy, đầu tiên nhất của một năm. Bắt đầu tháng 1 là bắt đầu là gì đây, là đầu năm mới rồi đúng không? Nhưng mà cái trăng tròn đầu tiên đó là ngày vào ngày 15. Thì đấy, người ta cũng ăn vào cái ngày Gầm Tháng Giêng. Ở bên mình Gầm Tháng Giêng cũng lớn đúng không? À, tiếp theo. Tê bồ đô mẹ nương ô cúp phạp khoa và nà môn hô tù na hoặc là tăng không cả tưng bồ đô mưng mọc xâm nì tà. Vào ngày lễ trăng rằm đấy, tê bồ đô mẹ nương ô cúc bọc là cơm ngũ cốc. Cơm ngũ cốc nó có mấy loại đậu vào trong đấy đấy các bạn, nếu mà có ăn thì các bạn biết nhiều loại, như là hình như là nó có ví dụ như là những cái hạt gì thì cô quên này, cô đã có ăn một lần rồi mà là cô không nhớ. Ô cúc bọc này có 5 loại cái đậu nó cho vào, gọi là ô cúc. Ô là gì đây? 5 loại hạt đấy. Có 5 loại hạt đậu nó cho vào cơm, nấu thành cơm, gọi là gì đây? Ô cúc bọc. Và tiếp theo đó là nạ muôn là gì đây? Rau. Rau, nạ muôn chứ không phải nạ muôn ha. Rau. Rau tiếp theo nữa người ta sẽ ăn là gì đây? Ô cúc bọc này, ăn cơm ngũ quả này. Và gì đây? Ăn rau này và ăn là hô tu này. Cái hạt hô tu là hạt ốc chó đấy các bạn. Hạt ai gọi cho các bạn mình là hạt ốc chó đấy. Và tăng không đậu phộng. Cát thương bồ rơ mươn mọc xâm nì tà. Các người ta sẽ ăn những loại hạt giống như là họ gì, hạt đậu này, hạt đậu phộng này, hạt ốc chó này. Và gì đây, ăn gì đây, rau này và ăn cơm ngũ cốc vào cái ngày đó. Còn mình ngày Gầm Tháng Giêng là mình làm gì? Mình cúng gầm, mình nấu chè, nấu cho tùy theo miền đúng không? Thì miền Bắc là Tết thì là gì? Ở Gầm Tháng Giêng thì ở ngoài Bắc ăn xôi, ăn chè cũng ăn xôi, ăn chè đi cúng lễ cũng ăn xôi, ăn chè. Ở trong Việt Nam mình cũng ăn xôi, ăn chè. Đó, vân vân. Và gì đây? Tiếp tục nữa. Hang xích cơ. Và gì đây? Còn ngày lễ Hàng Thực thì sao? Hang xích cơ. Dân nhờ. Sa won o in ni na hoặc là yuk in ni go. Chang ngum xích cơ. Mọc xâm nì ta. Vào cái ngày lễ Hàng Thực thì sẽ vào ngày dương lịch chứ không có âm lịch. Dân nhật là về dương lịch. Ngày dương lịch là tháng 4, ngày 5 hoặc là ngày 6. Hai cái ngày đó sẽ là ngày lễ Hàng Thực. Và vào ngày lễ đó người ta sẽ ăn
chàng ngùm xít ăn những món ăn lạnh, là để cho tủ lạnh đó, ăn những món ăn lạnh đó thôi, ngày lấy hàng thực. À, thì người ta sẽ ăn những món ăn lạnh thôi, và sẽ vào ngày 6 hoặc là ngày 5 tháng 4 dương lịch. À, tiếp tục tăng nhồ nữ vào cái ngày lễ Tết Đoan Ngọ là vào ngày bao nhiêu đây, là ngày gì đây? Ở đây người ta có để này, vào ngày Tết Đoan Ngọ là ở đây người ta sẽ có ngày 5 tháng 5 mà dương lịch. Ở đây cô sẽ đọc hết câu và cô sẽ giải thích cho các bạn. Hanh he nông sae phung nhung ul para nung naro âm nhật ô quân ô yên niệm gì ta. Ở đây vào cái Tết Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 đấy, thì ở đây họ làm gì đây? Họ gì đây? Cầu mong là cái ngày gầm, à nhầm nhá, ngày 5 tháng 5 âm lịch, và là gì đây? Họ chọn cái ngày đó giống như là họ cầu mong một cái mùa ruộng bội thu, hay nó có khác là một cái mùa năm mà được để trúng mùa, hay là gì đây? Một cái vụ mùa bội thu đấy, phong nhân đấy, năm xa ê phong nhân đấy, đó là gì? Năm xa là làm ruộng. À, họ sẽ mong muốn vào một năm là một mùa bội thu, thì họ sẽ ăn cái Tết Đoan Ngọ đó vào ngày 5 tháng 5, giống như ở miền Bắc đó là gì đấy? Đó là ngày gì đấy? Ngày lúa gì quên mất tiêu rồi. Ở miền Bắc gọi là ngày gì? Hồi nãy cô mới nói này. Ngày sao bỏ, dịp sao bỏ. À, dịp sao bỏ, ví dụ như ngày dịp sao bỏ là vào một năm là gì? Không có sao bỏ là gì đây? Một mùa bội thu đó. Thì ở đây, còn mình là gì? Ở trong trong miền Nam thì đó là ngày gì đây? Tết giữa năm. Đó, ngày mùng 5 tháng 5 ăn cái Tết giữa năm đó cũng là giống như Tết, cúng kiến cũng giống như Tết đúng không? Rồi, ở ngoài Bắc cũng ăn gì đây, cũng ăn mùng 5 tháng 5 nhưng mà họ gọi là ngày gì số bọ. Từng miền khác nhau và ở đây nó cũng thế. Tết Đoan Ngọ là vào gì đây? Vào ngày 5 tháng 5. Vào ngày đó thì khi ăn cái Tết Đoan Ngọ này, họ cầu mong cho một vụ mùa bội thu. Và một năm đấy, của một năm, nguyên cái một năm đó sẽ gì đây, vụ mùa sẽ bội thu, gì thu hoạch gì đây cho nó khấm khá đấy, hay là cái khác nông sa đương phung sơn đấy, thu gì đây, thu hoạch có nhiều, thu hoạch được nhiều lúa như thế nào đó, đó một mùa bội thu đấy vào cái năm đó. Và gì đây, và vào ngày gì đây, âm nhật ô quân ô yên âm lịch tháng 5 ngày 5. Tiếp theo tùng chi nương, còn ngày gì đây, đồng chí, thì y nhân chung. Ấn lần chung pha mi khá chàng kinh năng mì đà. Và âm nhật xíp y quân y xíp yên y nà, hoặc là y xíp yên y cô pháp chúc cơn mọc xâm mì đà. Tết đồng chí là y lần chung. Trong một năm thì có một đêm rất là dài. Pham gì đây? Pami kha chang kinanimida. Đó. Tết đồng chí thì trong một năm của chúng ta đó sẽ có là một ngày, một đêm đấy rất là dài luôn, dài so với 364 ngày khác. À, vào ngày Tết đồng chí sẽ một có là ngày có một cái đêm rất là dài, kha chang kinan. À, và cái ngày đó vào dân nhật, vào ngày gì đây? Dân nhật là âm lịch tháng 12 ngày 22 hoặc là ngày 23. Và âm lịch, dương lịch nhá. Tết đồng chí và gì đây, cái Tết gì đây, cái ngày ham xích thì người ta chọn là ngày dương lịch. Nhưng mà Tết Đoan Ngọ và cái Tết gì đây, cái trăng gặp đây gặp tháng giêng thì người ta chọn ngày âm lịch. Thì ở đây Tết đồng chí là vào tháng 12 ngày 22 hoặc là 23, hai ngày đó. Thì họ sẽ ăn phập chúc ơn mọc xung đi ta. Phập chúc là cháo đậu đỏ. Cháo đậu đỏ ăn với ý nghĩa gì? Đó là đánh đuổi tà ma. Sau này các bạn mà có đi tìm hiểu sâu về lịch sử đó, hoặc là gì đây, các bạn mà có ung thư quốc tịch, nó có cái này hết này. Thông tin như cô nói, thông tin mà mình đi theo cái học và Furofodem này, khi các bạn không học tới lớp 5 mà các bạn đi thi trực tiếp, thì họ lấy cái thông tin này để họ hỏi hết này. Họ hỏi như ví dụ như
Họ hỏi là gì đây? Tết dương lịch vào họ hỏi là Tết vào ngày nào tháng nào và Tết ăn cái gì? Hoặc là người ta hỏi là ngày đồng chí vào ngày nào tháng nào và ngày đồng chí ăn cái gì? Hoặc họ hỏi là gì đây? Ngày Hamsit vào ngày đó các bạn ăn những món ăn lạnh thì ngày đó là ngày gì? Đó thì mình trả lời là Hamsit đúng không? Có hết trong những cái câu hỏi quốc tịch trong câu này này, trong cái bài này này. Và những các thông tin ở bên ngoài khi cô cho các bạn biết là đều trong quốc tịch họ đều cho 600 hoặc 50 câu hỏi đều là từ cái thông tin này hết này. Thông tin mà chúng ta tìm hiểu hết này. Có hết ở trong đó. Bây giờ mình học lên lớp 3, lớp 4, lớp 5 chẳng hạn thì nó sẽ thông tin đi từng phần. Thì tại vì mình không học lớp 5 cho nên người ta lấy cái thông tin từ đây để người ta hỏi trực tiếp mình, để mình học những câu hỏi này gì từ 1 tới 600 câu hỏi đấy. Thì đây có thông tin gì hết ở trong thông tin này nè. Ngày lễ ngày Tết này. Rồi bây giờ tóm tắt lại, ở trong cái này người ta cho tìm hiểu, cô sẽ nói một lượt các bạn lại tóm tắt lại. Dạo này người Hàn Quốc thì gì đây, xem như hoặc là nghĩ là xem như là đấy, chỉ có hai ngày lễ tiêu biểu đó là Tết và Trung Thu thôi. Nhưng mà ngày xưa thì có những ngày lễ khác nữa, đó là ngày lễ gì đây, rằm tháng giêng, rồi có ngày lễ Hàn Thực nữa, và có ngày lễ gì đây, Tết Đoan Ngọ nữa, và gì đây, đồng chí đó, cũng có những ngày lớn lễ lớn như thế đối với ngày xưa thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ có Tết và Trung Thu. Và ngày vào ngày gì đây, rằm tháng giêng thì vào gì đây, ngày âm lịch. Rằm tháng giêng là chúng ta biết là âm lịch là gì đây, là đã là gọi là rằm tháng giêng là biết ngày 15 tháng 1 rồi. Vào ngày rằm tháng giêng đó thì gì đây, đó là ngày mà trăng rằm nó gì đây có đầu tiên ở trong một năm. Cái trăng rằm ấy nó sáng hoặc là tư tà đấy, nó mọc lên đầu tiên hay là cái khác, cái trăng rằm nó mọc lên đầu tiên ở trong một năm, đó gọi là gì đây, rằm tháng giêng. Tiếp theo, trong cái ngày làm tháng giêng đó người ta ăn cơm ngũ cốc này, hoặc là gì đây, ăn gì những loại rau, hoặc là ăn những cái loại giống như là gì đây, hạt, loại hạt giống như là đậu phộng hoặc là hạt ốc chó đấy. Tiếp tục, ngày lễ Hàn Thực là vào ngày gì đây, dương lịch tháng 4 nhưng mà ngày 5 hoặc là ngày 6, vào ngày đó họ sẽ ăn những cái thức ăn lạnh. Tiếp theo là gì đây, tăng nô là ngày Tết Đoan Ngọ, ngày ngày 5 tháng 5. Ngày đó vào ngày 5 tháng 5 đó thì gì đây, họ mong muốn vào cái ngày ăn Tết Đoan Ngọ đấy, là mong muốn vào cái ngày đó họ sẽ làm mong muốn là sẽ vào cái mùa nông sa của họ đấy, họ là nông đấy, sẽ trúng mùa bội thu, một thu nhân, một năm rất là thịnh vượng phong phú hay cái khác ha, một năm mà cái vụ mùa của họ được bội thu đó, họ sẽ gì đây, ngày xưa ông bà ta sẽ ăn vào cái ngày này để mong muốn một cái vụ mùa bội thu. Tiếp theo, và gì đây, còn cái ngày cuối cùng đó là cái ngày lễ đồng chí. Đồng chí thì là gì đây, vào ngày lễ như thế nào? Tết đồng chí là vào một năm sẽ có một cái ngày dài nhất, đêm phải, sẽ có một cái đêm dài nhất. Ví dụ như mình cái đêm là 12 tiếng đúng không, ví dụ như đêm là từ 8 giờ đến là gì đây 12 giờ đi chẳng hạn, nhưng mà sẽ có một cái đêm mình cảm thấy là nó dài nhất, người ta bảo là Tết đồng chí đó, cái đêm dài nhất trong năm. Ví dụ như một ngày, một năm 365 ngày thì gì đây, 364 ngày bình thường, nhưng chỉ có một ngày đó là cái đêm dài nhất, người ta gọi là Tết đồng chí. Và vào cái ngày đó thì họ sẽ ăn cháo đậu đỏ. Ngày đó là vào tháng gì đây, tháng 12, ngày 22 hoặc là 23, họ sẽ ăn cháo đậu đỏ với cái ý là sẽ đánh đuổi tà ma. Và cái đêm dài nhất là ví dụ như thế, cái đêm dài nhất là họ sẽ nghĩ là tà ma, và cái đêm dài nhất đấy thì họ ăn cái cháo đậu đỏ đó để có mong ý nghĩa là sẽ đánh đuổi được tà ma. Thì ở đây cái thông tin người ta cho biết mình phải như ngày lễ nha. Thì ở đây họ còn hỏi 정월 때 보름에는 무엇이 먹습니까? 무엇을 먹습니까? Vào cái ngày gì đây, rằm tháng giêng thì chúng ta sẽ ăn cái gì đây? Ở đây trên đây người ta có bảo này, thì mình chỉ lấy ở đây trả lời. 때 보름에는 vào ngày trăng rằm thì chúng ta sẽ ăn 오곡밥과 나물, 호두나 hoặc là 땅콩 같은 보름을 먹습니다. Sẽ ăn những loại ngũ
cơm gì đây, ngũ cốc, và sẽ ăn những loại rau và gì đây, những cái loại hạt giống như là hạt óc chó và hạt đậu phộng. Tiếp theo, 단오의 단오는 언제예요? Tết Đông họ làm ngày vào ngày bao nhiêu? Vào ngày bao nhiêu đây? Vào ngày âm lịch tháng năm ngày ngày năm thì mình sẽ trả lời là Nhật đây. 5월 5일입니다. 입니다.